Su hào, cải bắp và súp lơ là loại cây trồng ưa lạnh. Những ngày qua, ban ngày thời tiết nắng nóng, về đêm nhiệt độ xuống thấp, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch cao đã ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại rau họ thập tự, đặc biệt là hiện tượng chết cây con sau khi trồng. Năm ngoái là cũng đã bị vàng vẹo rồi, nhưng năm nay là sẽ bị sớm này, chứ mọi năm là sang vụ thứ hai mới bị cơ, nhưng năm nay là vụ đầu tiên mà đã bị như này là có khả năng là sẽ sang vụ thứ hai là không trồng được đấy. Ra đại lý là hỏi đủ các loại thuốc, cũng có hôm có khi là nay phun mai lại phun thuốc khác vào để cố cứu cái rau. Nhưng năm ngoái là như nhà tôi cái ruộng trong bên trong kia đấy là hầu như 4 ngày phun liền, mỗi hôm một loại thuốc mà không khói. Qua kiểm tra đồng ruộng chuyên canh trồng su hào, cải bắp ở các địa phương như huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc cho thấy, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nắng nóng và những trận mưa lớn đột ngột, độ ẩm trong đất cao, mặt khác do nông dân thâm canh cây trồng cùng họ liên tục nhiều vụ liền mà không luân canh cây trồng khác đã phát sinh dịch hại như bọ nhảy, sâu tơ, sâu non, đặc biệt là hiện tượng chết cây hàng loạt sau khi trồng. Có một cái thực trạng trên các cái vùng mà thâm canh chuyên canh về cây rau màu, đặc biệt là cây rau hoa thập tự, như trong cái vụ năm nay ấy, thì một số địa phương bà con đã trồng thì có cái hiện tượng mà bà con cho rằng nó bị vặn vẹo sau khi trồng cây su hào sớm bén rễ hồi xanh, thì nó xảy ra cái hiện tượng mà lá vàng nhợt và nhổ lên thì cái bộ rễ nó bị chớt chát. Và qua thăm kiểm tra đồng ruộng cùng với bà con thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hiện tượng là chủ yếu là do cái nguồn nấm bệnh, nguồn vi sinh vật có hại từ trong đất và từ trong môi trường nước. Cái nguyên nhân ở đây là do chúng ta canh tác chuyên canh thâm canh trong nhiều năm và lạm dụng về cái phân bón hóa học rất là nhiều trong nhiều năm và không được luân phiên cây trồng, đặc biệt là cây trồng lúa nước, thì đã dẫn tới cái hiện tượng như vậy. Và khi bà con đã trồng rồi thì cái giải pháp ở đây hạn chế được cái hiện tượng mà chết cây con do các cái yếu tố vi sinh vật gây hại ở trong đất, thì bà con có thể áp dụng một trong hai cái biện pháp như sau. Trước hết là trong cái quá trình trồng ấy, thì bà con có thể là tăng cường cái phân bón hữu cơ, phân chuồng ủ hoai mục trộn với Chico DHCT với một cái lượng là với một gói Chico 500g, bà con có thể trộn với cái lượng phân chuồng đủ bón cho được khoảng 1 đến 2 sào. Khi bà con trồng cây con xuống, sau khoảng một tuần thì bén rễ hồi xanh thì cái hiện tượng mà chết cây con bắt đầu xuất hiện, thì lúc bây giờ bà con có thể sử dụng cái Chico DHCT hòa với nước để tưới. Với một cái lượng là gói Chico DHCT 500g, bà con có thể hòa với 250 đến 300 lít nước để bà con chúng ta tưới vào phần gốc, để chúng ta đưa các cái chủng nấm đối kháng có lợi vào trong cái phần gốc và nó sẽ hạn chế và quản lý cái nấm đối kháng bất lợi ở trong đất, và từ đó nó giúp cho cái môi trường của cái cây rau màu nó sinh trưởng phát triển tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó thì sau thời gian khoảng 10 ngày trở đi thì cái hiện tượng này còn phát sinh, thì bà con nên sử dụng thêm cái biện pháp là sử dụng các cái thuốc trừ nấm bệnh để có thể phun trực tiếp vào trên lá và thậm chí là vào phần gốc rễ. Ví dụ như cái Amitatop là cái thuốc mà bà con phun để hạn chế được cái nấm bệnh ở trên cây, và đặc biệt là cái hạn chế cái nguồn mà nấm ở trong đất, để sẽ giúp cho cái cây trồng sinh trưởng thuận lợi hơn. Để hạn chế và quản lý hiện tượng chết cây con sau khi trồng, ngay từ khâu làm đất và đặt bầu cho cây, bà con nông dân nên thực hiện giải pháp như trộn phân chuồng hoai mục với sản phẩm Chico Đẹp Mà. Đây là loại chủng nấm sinh học an toàn, đồng thời khi cây con bén rễ, bà con phòng trừ nấm bệnh trong đất gây chết thắt cây con bằng loại thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng Amitatop để phòng bệnh chết cây con sau khi trồng. Bà con lưu ý khuyến cáo của cơ quan chức năng.